Dù siêu bão sẽ đổ bộ vào Trung Quốc nhưng hoàn lưu của bão rất rộng nên ở khu vực biên giới Việt Trung sẽ có mưa lớn và có thể xuất hiện một đợt lũ. Đây là điều khá nguy hiểm trong hoàn cảnh khu vực này vừa hứng chịu liên tiếp hai đợt mưa lũ do bão số 5 và số 6 gây ra. Sau khi đổ bộ vào Quảng Tây Trung Quốc thì bão số 7 có xu hướng là dịch chuyển từ Tây Bắc sang hướng Tây và tiến gần hơn về biên giới Việt Trung. Do vậy, từ 15 đến 17 tháng 8 thì các tỉnh miền núi phía Bắc như Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu sẽ đối mặt với mưa lớn với lượng dự báo từ 200 đến 300mm. Mưa lớn đổ xuống nền đất vốn đang rất ẩm ướt nên nguy cơ xảy ra sạt lở đất là rất cao. Đồng thời mưa đổ dồn về hệ thống sông suối có thể gây ra lũ quét, đe dọa đến tính mạng của nhiều người dân. Theo thống kê của ngành khí tượng, thông thường bão mà ảnh hưởng đến biên giới Việt Trung thì thường gây ra mưa rất lớn. Địa hình đón gió với nhiều dãy núi cao là một phần nguyên nhân dẫn đến tình trạng này. Trong khi đó, thì vùng Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ ít chịu ảnh hưởng hơn của cơn bão số 7. Tuy nhiên, mưa vẫn diễn ra ở những khu vực này với lượng từ 50 đến 100mm. Khả năng thủ đô Hà Nội lặp lại tình trạng ngập úng như sau bão số 6 là khó có thể xảy ra.